Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Kim, Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Thì về vấn đề biến cố thì môn thì anh Quân có cái tôi chỉ có vài cái nhận xét nhỏ nhỏ thôi. Cái đầu tiên đó là sau khi Thiên An Môn thì tất cả các nước Tây phương đó đều nghĩa là gọi là embargo với Trung Quốc. Đó là cái đầu tiên. Hiện giờ đó cũng tại cái diễn đàn này chúng ta bình luận, chúng ta nói là cái tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó nó không phải là tranh chấp về thương mại mà không, nó trở thành là cái tranh chấp giữa hai phe, hai cái tư tưởng. Và vì vậy đó tôi thấy cái kỷ niệm Thiên An Môn này nó rất là hay, là tại vì hiện giờ nó có một cái nó còn lớn hơn Thiên An Môn nữa mà người ta hay quên, mà Trung Quốc, báo chí Trung Quốc đã làm người ta quên, đó là bỏ tù hơn 1 triệu người ở Tân Cương, đúng không? Cái này là cái mà tôi nghĩ là nó gây ra cho 62% người Mỹ gốc Việt là ủng hộ Tổng thống Trump. Vâng. Là người ta nghĩ rằng với Tổng thống Trump đánh Trung Quốc như thế này thì nó đưa tới vấn đề chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ, mà chế độ Trung Quốc Cộng sản sụp đổ thì nó chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Thì do đó mà được coi như là mình có thể bất chiến tự nhiên thành là Việt Nam có dân chủ. Thì câu hỏi với anh là sau 30 năm biến cố Thiên An Môn và với cái tình hình mà giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như thế này thì Trung Quốc có cơ hội để có một cái Thiên An Môn thứ hai hay không? Và nếu mà có cái Thiên An Môn thứ hai thì nó sẽ ảnh hưởng vào cái vấn đề Việt Nam như thế nào về vấn đề dân chủ? Đối với tôi thì tôi thấy là có một cái Thiên An Môn thứ hai rất là khó. Là tại vì bây giờ cái chế độ Cộng sản Trung Quốc họ nghĩa là tổ chức rất là mạnh. Mình thấy là ví dụ cái Bộ Quốc phòng, cái ngân sách Bộ Quốc phòng còn thua cái ngân sách của Bộ Công an. Đó, mình thấy là rõ ràng như vậy. Tại vì quốc phòng thì họ phải mua súng ống thì là nhiều, nhưng mà thật ra về cái nhân viên, về cái người ngộm, về cái gì đó rất ít hơn thì nó là khó. Cái thứ hai đó, chúng ta nó bao giờ cũng muốn dựa, cái đó tôi thấy là cái đánh giá rất là trật, là chúng ta người Việt Nam có lúc nào cũng dựa với người khác họ làm giùm mình. Có bao giờ người ta làm việc giùm mình đâu. Mình nó là phải lo cho mình. Có ai nuôi mình đâu, đúng không? Cũng phải đi làm mới có ăn chứ. Mình cứ lúc nào cũng mong cho đời người là rớt của rớt trên đời rớt xuống thì sao được. Bình đó, qua cái chuyện mà đánh nhau về vấn đề gọi là thương mại, mà một số những cái học giả của Mỹ thì nói rằng chiến tranh lạnh Cold War, nhưng mà họ nói là Cold Peace chứ không phải Cold War. Tức là hiện giờ đó có một cái sự mà tranh chấp thương mại chỉ là một cái mặt của một cái tranh chấp lớn hơn nữa là tranh chấp thí dụ qua vi là vấn đề không phải thương mại mà là vấn đề là chủ thể về vấn đề công nghệ. Thành ra nó là lại một cái hướng khác. Tranh chấp về qua vi về vấn đề chủ thể công nghệ nó làm cho hai hệ thống càng ngày càng xa nhau. Tranh chấp về thương mại nó làm cho hai hệ thống càng ngày càng gần nhau, là bởi vì phải bán cho Trung Quốc nhiều hơn, tức là phải gần nhau. Thành ra nó trở lại cái câu hỏi hồi nãy là đây có là cơ hội để mà có thể mà có một cái Thiên An Môn thứ hai ở Trung Quốc, hay là làm cho lại Trung Quốc nó đoàn kết nhau hơn để mà chống Mỹ? Qua cuộc thăm dò đối với những người Trung Quốc mà phản kháng, những người lưu vong, nhất là những người mà đã rời Trung Quốc sau cái biến cố năm 89 Thiên An Môn, những người mà trong thành phần phản kháng có Tây Tạng cũng như là người Uyghur thì đa số đều ủng hộ cái chính sách mà cứng rắn của Trung Quốc. Bởi vì họ nghĩ đây là cái cơ hội mà thay đổi lại Trung Quốc đây. Đáng lý ra là 30 năm trước, sau cái biến cố mà năm 89 thôi, Mỹ đã có cơ hội. Thật sự nếu mà lúc đó siết chặt lại thì trong vòng khoảng 5 hay 10 năm thì Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi thôi. Nhưng mà trong thập niên 90, người Mỹ họ nới tay và giờ 30 năm sau phải đối diện cái cường quốc khổng lồ như vậy. Cho nên đối với những người Trung Quốc mà phản kháng nữa, họ vẫn đồng ý với cái chuyện là phải đây là cái lúc mà phải siết lại. Rồi nó có dẫn đến một siết lại, tức là Mỹ siết lại hay là Trung Quốc siết lại? Dạ, Mỹ phải đối đầu với Trung Quốc. Đặc biệt là những người Duyên Ngô Nhĩ. Và hiện giờ đó, ở trong quốc hội nó đang có một cái đạo luật là chế tài Trung Quốc rất là nặng, đó là cái dự luật nhân quyền cho những người Duyên Ngô Nhĩ. Thì nếu mà cái chuyện là có một cái biến cố Thiên An Môn nữa hay không đó, chưa biết. Tuy nhiên Trung Quốc bây giờ đó là cái mà họ đang lo.
rõ ràng chính quyền Trung Quốc họ đang lo vì cái đảng Cộng sản Trung Quốc trong 30 năm vừa rồi. Sở dĩ mà họ bỏ xóa được phần nào cái ký ức của cái biến cố, cái vụ thảm sát đó, đó. Một phần là vì kiểm soát về khoa học kỹ thuật đồ được ưu thứ, một phần nữa là nhờ cái kinh tế Trung Quốc nó phát triển liên tục trong 6-7%, cho nên nó thỏa mãn được cái lớp trẻ mà đang lên. Nếu ngày nào mà kinh tế Trung Quốc mà nó khựng lại đi, nó xuống lên xuống, hoặc là nó khựng lại thôi, là cả một cái đoàn tàu phía sau nó sẽ bị dồn lại. Theo anh Kim, anh thấy là có cơ hội của Thiên An Môn nữa hay không, là có cơ hội để Trung Quốc sụp đổ, và cái sự sụp đổ của Cộng sản Trung Quốc nó kéo theo sự sụp đổ của Việt Nam không? Nói theo sự sụp đổ thì tôi nghĩ là nó không có sự sụp đổ, mà nó chỉ thay đổi một cách mạnh mẽ thôi, chứ không sụp đổ. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc là cả một cái hệ thống. Bây giờ ông Tập Cận Bình có thể ông xuống thay vào một người khác ôn hòa hơn, dịu dàng hơn, thay đổi một cách nhẹ nhàng hơn Trung Quốc, chứ còn sụp đổ thì không sụp đổ. Vì vậy cho nên bây giờ Hoa Kỳ, tôi nghĩ Hoa Kỳ bây giờ đang tạo áp lực một cách rất mạnh mẽ đối với Trung Quốc, ngoài vấn đề chiến tranh thương mại, vấn đề nhân quyền, thì bây giờ Hoa Kỳ đang dớ tới một số các quốc gia, mà trong đó là Đài Loan, rồi ông đại sứ của Mỹ bắt đầu dớ tới, sờ tới ông Tây Tạng, Tân Cương, tất cả những cái đó đang là cùng những cái áp lực, tất cả các phía đang hướng về Trung Quốc để tạo một cái áp lực thật mạnh mẽ vào Trung Quốc. Nếu mà cuộc chiến tranh thương mại này mà Trung Quốc bị sụt giảm nhiều thì tất nhiên là cái ông Tập Cận Bình cũng như Đảng Cộng sản phải nghĩ tới chuyện mà thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Nhưng mà những người mà tranh đấu tại Việt Nam phải thấy một điều rõ ràng là khi mà Trung Quốc gặp khó khăn ấy, thì phải đoàn kết với nhau hơn, và những người tranh đấu đó tạo nên cái sự đoàn kết, chứ không phải là chỉ có trông vào Trung Quốc và Hoa Kỳ mà thôi. Vì liên hệ tới vấn đề Trung Quốc về Việt Nam đó, thì hiện giờ chúng ta thấy hôm thứ Tư 29 Tây, Quốc hội bắt đầu họp, và cái dự trù là ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đọc một cái báo cáo về cái công ước 98, tức là Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế, mà Việt Nam phải báo cáo, gọi là cái công ước 98. Đã dự trù cả tháng nay là như vậy rồi, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng không xuất hiện được, mà bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là bà phó chủ tịch đất nước, phó chủ tịch nước đứng ra đọc, mà bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bà không phải là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà bà là phó chủ tịch đứng ra đọc, thì dĩ nhiên là cái tầm dốc nó thấp hơn. Tin tức được cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng cái chân trái ông còn rất là yếu, ông đi chưa có được. Hôm 14 tây, 15 tây, 16 tây mà ông xuất hiện tháng 5 á, mà ông xuất hiện thì ông ngồi mà có cái dây nịch, thì hiện giờ được biết là tình trạng sức khỏe của ông là ông không đi được. Hôm trước đi gọi là đi viếng lăng Hồ Chí Minh mà theo hàng năm á, thì ông ta cũng không có xuất hiện nữa. Thì với tình trạng thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng không đi được, sức khỏe ông yếu, đại hội 13 thì nó gần kề. Khi đại hội gần kề thì những phe nhóm tranh chấp để đưa người vô Ban Chấp hành Trung ương và vô Bộ Chính trị thì rất là mạnh. Cộng thêm là bây giờ tuy ổng bệnh nhưng mà cái lò ổng là ổng vẫn là đốt, và ổng đốt mạnh hơn nữa. Thì hiện giờ chúng ta thấy là ổng đốt ở Hà Nội thì cái công ty Nhật Cường thì đó là cái Bùi Quang Huy thì đã trốn, mà đó là cái sau lưng tức là của Nguyễn Đức Chung, tức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân, và ông đốt một cái công ty ở trong Nam, cũng như là Tất Thành Cang, cũng như sắp tới là Lê Thanh Hải và gia đình. Thì theo anh Quân thì anh sẽ anh thấy là cái vấn đề với sức khỏe của ông Trọng vậy thì Việt Nam có ổn định, hay là sắp tới với đại hội và với tình trạng như vậy thì nó dậu đổ bìm leo? Tôi nghĩ là bây giờ cái tình trạng như vậy, cái sức khỏe của ông Trọng như vậy đó thì nó ảnh hưởng chứ, nó ảnh hưởng. Nhưng mà quý vị thấy có một cái quan trọng, dù anh Nguyên nói là cái công ước 98 đó, nó là một cái quan trọng, là tại vì không có ký cái công ước đó, đó Việt Nam không bao giờ ký với Âu Châu được, EU đó. Tại vì một cái đó là công ước 98 là cái gì, nó là để cho vô ILO, vô cái tổng cuộc lao động đó, thành ra phải mở, Việt Nam cũng mở cái vấn đề lao động để cho họ tổ chức công đoàn độc lập, nhưng mà tổ chức một cách nghĩa là chậm chạp mà thôi, tại vì họ còn nói này nói kia. Thì khi quý vị biết là khi mà
Việt Nam và Hoa Kỳ tính làm TPP đó thì cũng có cái chuyện đó. Thì đằng nào cũng phải làm. Thì không biết, tôi chỉ sợ là ông Trọng như vậy, ông yếu đó, thì những người kia có tiếp tục nổi hay không? Hay là lại cù lì ngồi tại chỗ? Một cách ngắn gọn, mình nhận xét như thế nào? Về chuyện ông Trọng đó. Đây là cơ hội của ông Trần Quốc Vượng. Ông sẽ khai ông Trọng đốt lò. Và nhân cơ hội đó ông sẽ đốt bớt những người nào mà có thể cạnh tranh với ông trong cái đại hội tới. Một cách ngắn gọn thì anh Khiêm thấy sao? Thì chúng ta biết là trước cái cuộc đại hội của Đảng thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều xáo trộn. Nhưng mà những cái xáo trộn này thì nó sẽ làm cho cái Đảng Cộng sản của Việt Nam không còn gom cái này, mấy gom ông Tổng Bí Thư và ông Chủ tịch nước vào một khối nữa, mà bây giờ sẽ phải tách ra làm hai. Cảm ơn anh Khiêm. Và kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì không còn thời gian nữa. Anh em chúng tôi kính chúc quý vị một ngày thật là bình an và vui vẻ. Và xin hẹn với quý vị vào chương trình của tuần tới. Và xin kính chào quý vị.